2019. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức hội đồng tâm già bàn thề, hội đồng giáo giới, gia đình Phật tử Việt Nam. Kính bái bạch chư tôn đức cố vấn giáo hành, ban hướng dẫn gia đình Phật tử các châu, quốc gia, tỉnh thị, đơn vị gia đình Phật tử trên thế giới. Kính bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Kính thưa hội đồng huynh trưởng, cấp dụng, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam các cấp trên toàn thế giới. Kính thưa quý thiền hữu trí thức, quý ân nhân bảo trợ, quý cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh, quý thân quyến của Lam Viên. Kính thưa quý huynh trưởng, đoàn sinh, gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn thế giới. Hân hoan đón mừng Xuân Di Lạc thêm một lần nữa trở về. Chúng con toàn thể ban hướng dẫn cả cấp cùng Lam Viên gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới thành tâm đảnh lễ tri ân Tam Bảo Gia Hộ, thành kính tri ân chư tôn đức hội đồng tâm già vạn thề, hội đồng giáo giới, gia đình Phật tử Việt Nam, chư tôn tịnh đức tăng già, nhị bộ văn hóa khắp các quốc độ, đã thương tưởng đàn con ở Lam mà luôn hộ niệm cho Phật tử chúng con được viên thành như nguyện. Chúng tôi xin trân trọng tán dương công đức quý thiền hữu trí thức, quý ân nhân bảo trợ, quý ân nhân hảo tâm, quý cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh đã luôn đồng hành trợ duyên mọi mặt để Phật sự gia đình Phật tử cả cấp được chu viên. Và trân trọng tạm dương công đức hội đồng huynh trưởng cấp dụng, ban hướng dẫn cả cấp cùng Lam Viên khắp nơi trên thế giới đã nêu cao tâm hành xả kỵ lời tha, nhân hòa vô ủy để góp phần giữ gìn hơi ấm tình Lam lan tỏa khắp năm châu, góp trí chung sức đồng lòng lo cho Phật sự và vun đắp nhà Lam ngày càng thêm vững bền. Anh chị em Lam Viên quý mến, đã bao năm qua tổ chức của chúng ta vượt thẳng chướng duyên là nhờ vào sức sống của tình Lam, một sức sống được duy trì từ nền tảng của tu học, huấn luyện, lập nguyện thực hành lời tha, yêu thương chân thật, buông bỏ lời danh. Sức sống này, toàn thể Lam Viên chúng ta nguyện xin tiếp nối, đã không cố phụ những nhân duyên lành đã tác thành cho tổ chức, cho Lam Viên trên toàn thế giới. Trên con đường tu học phụng sự lý tưởng, chúng ta cùng nhau lập nguyện thăng tiến tổ chức ở Lam cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
về chiều rộng, các đơn vị nỗ lực duy trì, tạo sức sống trong sinh hoạt, giới thiệu truyền thống nhà Lam, tinh thần tuổi trẻ, dấn thân phụng sự đạo pháp, dân tộc, nhân loại, thông qua các mô hình Phật sự, để hương Lam được tỏa nát trong cộng đồng và đón nhận thêm vạn sinh mới. Nơi nào chưa có sinh hoạt gia đình Phật tử, chúng ta sách tận nhau phát tâm dẫn thân đến những vùng đất mới để ươm mầm xem trọng, xóa bỏ tỉnh cục bộ để góp phần lan rộng tình Lam. Về chiều sâu, cần nỗ lực xây dựng nề nếp tu học và hành sống rồi. Lam viên lựa chọn và tinh tận hành trì pháp môn tu, thọ giới, học giới, giữ giới tinh nghiêm để tạo dựng công đức, tăng trưởng trí tuệ, xóa bỏ nội kết, nêu cao thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thực hành lý tưởng dẫn thân, bố thí, phóng sanh, cúng dường, công quả, thân cần phụng sự tam bảo để giữ vững tổ chức bằng nền phước. Tổ chức tu học, huấn luyện linh hoạt, có chiều sâu, tinh thần, nội dung phong phú, thực tế. Thế hệ đi trước mình dạng trao phó trách nhiệm, thế hệ tiếp nối phát tâm dùng mạnh gánh vác để làm cho dồi dào nguồn nhân lực kế thừa duy trì Lam mạch. Một khi công đức trí tuệ được hướng phát nên phước vững, nhưng sự kế thừa có đủ lực, đủ đạo tâm thì tổ chức chúng ta sẽ thắng thiện không ngừng. Mùa xuân biêu biển sẽ luôn hiện hữu trong gia đình Phật tử Việt Nam và với từng Lam viên. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trước thêm xuân mới kỳ hợi 2019, chúng con thành tâm dâng lời khánh chúc khánh tuệ chư tôn đức, kính chúc quý ngài phước trí nhị nghiêm, đạo thọ miên trường, viên thành Phật sự. Kính chúc quý vị thiền hữu trí thức, ân nhân bảo trợ, ân nhân hảo tâm, hội đồng huynh trưởng cấp dùng, ban hướng dẫn cả cấp, cựu Lam viên, gia trưởng, huynh trưởng, đoàn sinh của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trên toàn thế giới cùng gia quyến. Nguyện cùng thiền hữu ra khơi, tìm lên bờ giác, lìa nơi nào phiền. Kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức, vững bền đạo tâm. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Đà, tôn Phật Đạt Đại chứng minh.